Nhưng Bồ Tát này chẳng chấp pháp tướng, không trước không ngại, không hề hủy phạm. Thiện nam tử, bấy giờ ngươi nên quán nghĩa lý chân thật của các pháp. Thế nào là nghĩa lý chân thật của các pháp? Đó là tất cả pháp vô nhiễm vô tịnh. Vì sao? Này thiện nam tử, vì tự tánh của tất cả pháp đều không, không có ngã, hữu tình, dòng sanh mạng, khả năng sanh khởi, sự dưỡng dục, sự trưởng thành, chủ thể luân hồi, ý sanh, nho đồng, khả năng làm việc, khả năng thọ quả báo, cái biết, cái thấy, đều như huyễn, như mộng, như tiếng vang, như ảnh tượng, như bóng nắng, như bóng sáng, như trò biến hóa, như ảo thành. Thiện nam tử, nếu có thể quan sát nghĩa lý chân thật của các pháp như thế, theo pháp sư thì chẳng bao lâu sẽ thành tựu bát nhã ba la mật đa sâu xa. Lại thiện nam tử, đối với các ma sự khác, ngươi nên biết rõ, nghĩa là thuyết pháp sư thấy ngươi cầu thỉnh bát nhã ba la mật đa sâu xa, hoàn toàn chẳng cảm mến, trái lại còn lăng nhục. Trong tình trạng này, ngươi chẳng nên sân giận, mà ngược lại càng thêm tâm ái trọng cung kính pháp, tưởng theo pháp sư chớ sanh chán nản mệt mỏi. Bấy giờ Thường Đề Đại Bồ Tát nghe tiếng dạy bảo thêm trên không trung rồi càng thêm vui mừng, theo đó đi về hướng đông. Thời gian chưa bao lâu lại nghĩ, sao ta chẳng hỏi tiếng trên không kia khiến ta đi về hướng đông cách xa hay gần, đến thành ấp nào, lại theo ai nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa. Nghĩ như vậy rồi liền dừng lại nơi ấy, đấm ngực buồn than, lo sầu khóc lóc. Trải qua chốc lát nghĩ như thế này: ta ở nơi đây qua một ngày đêm cho đến qua,